Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 16 tháng 10 năm 2024. Đêm qua, Bồ Đào Nha và Ronaldo đã ra sân cho trận đấu tiếp theo tại Nations League. Lần này thì đối thủ của họ là Scotland, tương đối vừa sức. Ngoài ra đêm qua, nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha cũng thi đấu. Còn tại châu Á, các tên tuổi cũng đã thi đấu vòng loại World Cup 2026. Hãy cùng mở đầu bản tin sáng nay bằng cách cập nhật những kết quả đáng chú ý. Bồ Đào Nha chia điểm cho nghề Ronaldo kém duyên. Trong lần thứ 200 đá chính cho đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo thể hiện quyết tâm lớn để nâng cao thành tích ghi bàn. Cơ hội đã sớm đến với anh nhưng cú đá chân trái vẫn chưa đủ hiểm để mở tỷ số. Trước đó, khán giả của đội chủ nhà được một phen mừng hụt khi mà Scott McTominay bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng đi đúng ở vị trí mà thủ môn Diogo Costa đã lựa chọn. Những phút tiếp theo thì cầu thủ Christie bên phía Scotland đã suýt chút nữa làm nên chuyện với tình huống vô lê ngoài vòng cấm đầy nguy hiểm. Trong khi đó, bên phía đội khách, bóng thường xuyên được dồn cho Cristiano Ronaldo. Phút 31, tiền đạo 39 tuổi đang thi đấu tại Saudi Arabia thực hiện cú xe đạp chổng ngược ngẫu hứng, bóng đi chạy khung thành đáng tiếc. Sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn nghiêng về đội bóng ở bán đảo Iberia. Ronaldo được trao thêm cội ngon ăn, nhưng pha đánh đầu ở tư thế thuận lợi thì lại đưa bóng đi vọt xa. Khả năng chuyển hóa cơ hội kém đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez không thể tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Bất lực trong khâu ghi bàn, Ronaldo cùng các đồng đội đánh chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng trên đất Scotland. Tây Ban Nha đại thắng Serbia. Trong khi đó, trận đấu còn lại, nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội. Dù không có Lamine Yamal, Tây Ban Nha áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 5, Laporte đánh đầu hiểm hóc một tỷ số, còn thắng dẫn trước. Tây Ban Nha thi đấu thong dong nhưng vẫn lấn lướt. Đầu hiệp 2, Morata có cơ hội trên chấm penalty, tuy nhiên anh đã sút hỏng và bỏ lỡ cơ hội 10-10 để gia tăng cách biệt. Nhưng không cần phải đợi quá lâu, chính anh đã lập công chuộc tội bằng bàn thắng nhờ được cách biệt sau đó. Ở những phút thi đấu tiếp theo, Tây Ban Nha thi đấu nhẹ nhàng nhưng vẫn có thêm bàn thắng. Phút thứ 77, Alex Buena đã phạt ngẫu hứng nâng tỷ số lên 3-0, khép lại chiến thắng áp đảo của nhà vô địch Euro 2024. Nhật Bản đứt mạch thắng, Hàn Quốc thắng nghẹt thở. Đêm qua thì Nhật Bản đang trong chuỗi phong độ thăng hoa, có cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Australia trên sân nhà. Lần đầu tiên kể từ giai đoạn vòng loại, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn đến như vậy. Họ thủng lưới bàn đầu tiên sau pha phản lưới nhà của Taniguchi đầu hiệp 2. Sau đó đội chủ nhà đã rất nỗ lực tấn công và có được bàn gỡ cũng từ một tình huống phản lưới của đối phương. Sau cùng hai đội đã hòa một đều. Nhật Bản đứt mạch trận toàn thắng và bị thủng lưới lần đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Cũng để thủng lưới lần đầu tiên đó là Iraq khi họ làm khách trước Hàn Quốc. Họ đã để Hàn Quốc ghi bàn thắng ở cuối hiệp 1 và tìm được bàn gỡ đầu hiệp 2 do pha bóng đầy ngẫu hứng của tiền đạo Hussein. Ngay sau đó Iraq cũng không thể cưỡng được sức mạnh của Hàn Quốc dù đội chủ nhà vắng Son Heung-min và cả Hoàng Hee-chan. Hàn Quốc ghi thêm được hai bàn để dẫn trước 3-1 trước khi để đối thủ rút ngắn cách biệt trong những phút bù giờ. Chung cuộc, đội chủ nhà Hàn Quốc thắng 3-2 dẫn đầu bảng B. Họ vượt qua chính Iraq với cách biệt 3 điểm. Indonesia thua trận đầu tiên. Hôm qua thì Indonesia tràn đầy sự tự tin tới làm khách trước đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù vậy thì sự hưng phấn không giúp họ làm khó được đội tuyển Trung Quốc. Đội bóng đang gặp rất nhiều vấn đề. Đội chủ nhà thi đấu hiệu quả bất ngờ và có được hai bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Dù cho Hà Lan B, phải là Indonesia mới đúng, kiểm soát bóng và tấn công khá nhiều nhưng họ tỏ ra kém hiệu quả. Phải tới những phút cuối trận, Indo mới có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Nhưng chừng đó là không đủ để họ giành được dù chỉ là một điểm. Indonesia thua trận đầu tiên và để tạo ra sự bứt phá cho cuộc đua giành vé tham dự World Cup thì chưa thể. Còn với Trung Quốc, họ đã thắng trận đầu tiên và giải tỏa áp lực rất lớn dành cho huấn luyện viên Ivankovic. AFC từ chối Indo. Sau khi chứng kiến việc đội nhà đã để Bahrain cầm chân với tỷ số hòa 2 đều, phía Hiệp hội bóng đá Indonesia đã khẳng định sẽ gửi đơn khiếu nại lên AFC cũng như FIFA về tình huống này, đồng thời làm to chuyện. Sau khi nhận đơn khiếu nại của PSSI, AFC cũng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á từ chối đơn kiện trọng tài ANCAF của Liên đoàn bóng đá Indonesia vì cho rằng còn thiếu những bằng chứng đủ sức thuyết phục. Điều này đã được giám đốc các đội tuyển quốc gia Indonesia, Sumaji, xác nhận với báo giới. Chúng tôi đã nhận được thư phản hồi của AFC. Họ tuyên bố rằng đơn kiện trọng tài không được chấp nhận. Họ nói muốn biết thêm chi tiết hay các vấn đề khác, PSSI có thể gửi thư tới FIFA. Như vậy có thể hiểu Indonesia sẽ khó giải được oan sau cái lắc đầu của AFC. Và trong những ngày vừa qua, dư luận Indonesia vô cùng bức xúc với trọng tài người Oman, Ahmed Ancaf. Họ cho rằng vị trọng tài này đã đưa ra quyết định bất lợi cho Indonesia trong trận đấu với Bahrain. Ngoài vấn đề trọng tài, được biết AFC cũng sẽ tiến hành điều tra về vụ ẩu đả của cầu thủ hai đội. Đặc biệt là phản ứng của cao thủ và ban huấn luyện Indonesia với trọng tài chính người Oman sau trận đấu. Có khả năng đội bóng xứ vạn đảo còn bị phạt ngược vì hành động không đúng chuẩn mực với trọng tài Ancaf. Sir Alex mất chức tại MU. Theo The Athletic, ở chủ mới Enea Sports đã quyết định các hợp đồng đại sứ trị giá hàng triệu bảng của Sir Alex Ferguson
với Manchester United, song huyền thoại người Scotland vẫn được chào đón đến dự khán các trận đấu của Quỷ Đỏ. Sau khi từ chức năm 2013, Sir Alex chủ yếu đóng vai trò đại sứ của Man United và không can thiệp sâu vào vấn đề chuyên môn tại sân Old Trafford. Nhiều thời điểm lãnh đạo MU đã tìm gặp Ferguson để xin những lời khuyên nhưng không đáng kể. Vào năm 2013, sau khi bổ nhiệm Ferguson làm đại sứ toàn cầu, MU thông báo huấn luyện viên kỳ cựu này sẽ xuất hiện trước công chúng trong vai trò đại sứ của đội bóng 20 lần mỗi năm. Theo nhiều nguồn tin, ước tính Sir Alex bỏ túi 2 triệu bảng trên một năm chỉ với số ngày làm việc ít ỏi này. Động thái vừa qua cho thấy lãnh đạo mới tiếp tục có kế hoạch cắt giảm nhiều chi phí hoạt động của Manchester United. Hè năm nay thì hơn 250 nhân viên của Quỷ Đỏ đã bị cho thôi việc, giúp đội bóng tiết kiệm được khoảng 10 triệu bảng tiền lương. Trở lại với huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson, ông đang làm mọi cách để duy trì trí nhớ khi bước sang tuổi 82. Cựu chiến lược gia người Scotland gặp vấn đề về sức khỏe và có lần phải nhập viện trong những năm gần đây. Barca vẫn ôm tham vọng lấy Hà Lan. Erling Haaland, vâng, ma bươu người Na Uy đã được liên hệ để chuyển tới Real Madrid từ khi sự nghiệp của anh có những bước đột phá. Tuy nhiên, với sự góp mặt của Kylian Mbappe và Vinicius tại Santiago Bernabeu thì Haaland có thể sẽ cân nhắc những lựa chọn của mình. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barca vẫn đang lên kế hoạch để kích nổ bom tấn Erling Haaland trong tương lai. Hiện tại thì họ đang dẫn đầu La Liga với 8 chiến thắng trong 9 trận đấu. Dù gặp khó khăn về mặt tài chính, nhưng Barcelona vẫn tiếp tục thu hút được những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới nhờ danh tiếng của mình. Dani Olmo là ngôi sao mới nhất gia nhập Barca mùa hè vừa qua. Họ cũng đã chiêu mộ Szczesny sau chấn thương nặng của thủ thành Ter Stegen. Sân Camp Nou sẽ mở cửa trở lại vào năm 2026. Sân vận động này có sức chứa 105.000 chỗ ngồi khi hoạt động trở lại. Và thưa quý vị, các quan chức của Barcelona muốn kỷ niệm sự kiện này bằng việc cho ra mắt một siêu sao, một bom tấn. Erling Haaland đang là lựa chọn hàng đầu của họ. Chủ tịch Juan Laporta đã sẵn sàng tất tay để thương vụ này trở thành hiện thực. Ông khá tự tin vào khả năng thành công vì phía Erling Haaland cũng tỏ thái độ hợp tác, nhưng vẫn chưa rõ Barca có thể đáp ứng được về mặt tài chính hay không. Lương cơ bản của Erling Haaland tại Manchester City đang là 375.000 bảng trên một tuần. Con số này có thể tăng lên mức 850.000 bảng trên một tuần dựa vào những khoản thưởng theo màn trình diễn. Barca vì thế sẽ phải cân nhắc rất kỹ nếu muốn sở hữu Haaland. Xuân Son rạng rỡ ngày nhận quốc tịch Việt Nam. Hôm qua, tiền vệ Nguyễn Xuân Son đã được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình. Đi cùng Xuân Son tới Sở Tư pháp là vợ của tiền đạo này. Bà xã Xuân Son cũng là người Brazil. Trong ngày đặc biệt này, chân sút của Nam Định không giấu được niềm hạnh phúc. Cả gia đình tôi đang sống ở Việt Nam. Với tôi, đây là quê hương thứ hai. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở thành công dân Việt Nam. Tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Xuân Son sinh năm 97 tại Brazil. Anh sang Việt Nam và lần đầu khoác áo Nam Định vào năm 2020. Thời gian đầu thì Xuân Son thi đấu khá chật vật do chưa thích nghi được với khí hậu Việt Nam. Sau thời gian dài sang Đà Nẵng và Bình Định, cầu thủ nhập tịch mới bùng nổ trước khi trở lại Nam Định và sắm vai trò là ngôi nổ chủ lực giúp đội bóng này vô địch V-League. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, Xuân Son được câu lạc bộ Nam Định hỗ trợ các thủ tục nhập tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Son vẫn chưa ghi bàn sau 4 vòng V-League. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những tin nóng tiếp theo của TVF Vlogs.